Rất vui đã được quay trở lại gặp quý vị và các bạn trên kênh Âu Lạc Tâm TV, kênh về cuộc sống và văn hóa các dân tộc. Tuy nhiên thời điểm này thì cái chủ đề văn hóa dân tộc mình không có làm thường xuyên do dịch virus corona tại Malaysia đang tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Thậm chí so với lại bình quân đầu người với Ấn Độ thì Malaysia là một trong những nơi dịch tăng nhanh hơn cả Ấn Độ nữa. Và sau đây mời quý anh chị em và các bạn cùng theo dõi video ngắn ngắn ở trên kênh của mình về cuộc sống, về những chia sẻ thật lòng từ đáy lòng của mình cũng như thông tin dịch virus corona. Mong quý anh chị em và các bạn luôn ủng hộ. Thông tin từ ngày 31 tháng 5 2021 là 6.824 ca mắc. Đến ngày 1 tháng 6 năm 2021 là 7.105 ca mắc. Và hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2021 là 7.703 ca mắc. Và ca mắc cao nhất là 9.020 ca mắc vào hôm 29 tháng 5. Và hôm nay, 2 tháng 6 năm 2021, số ca tử vong là 126. Rất là nhiều quý anh chị em và các bạn cũng như là những người thân yêu của Tâm ở Việt Nam hỏi rằng là vậy thì những người đang sinh sống và làm việc tại Malaysia, đặc biệt là người Việt Nam, thì họ có suy nghĩ và lo lắng gì cho cái đợt phong tỏa toàn bộ đất nước Malaysia lần 3 này? Thì như mình đã biết và như mình có tìm hiểu và mình cũng có sự trao đổi với một số anh chị em người Việt Nam tại Malaysia, thì họ cũng đã quá quen thuộc và nhàm chán với việc lockdown lên lockdown xuống, đóng cửa lên đóng cửa lại, mở cửa rồi lại nới lỏng rồi lại cấm tại Malaysia trong hơn một năm vừa qua. Dịch virus corona hồi trước đây là có 100 ca nhiễm mỗi ngày thôi, thì họ cảnh sát công an họ làm rất là nghiêm khắc, mình chỉ cần đi đâu ra ngoài cũng đã có người hỏi rồi đi đâu, và họ người và người ta đã đô và người ta đã phải bắt mình quay trở lại nhà, mình không cho phép mình đi ra khỏi nhà. Trước đây ví dụ như là một cái chung cư ABC nào đó có một ca nhiễm thì cũng đã có người đến niêm phong toàn bộ cái khu vực chung cư đó. Còn bây giờ thì sao ạ? Sau hơn một năm virus corona tăng mạnh thì người Việt Nam sinh sống ở Malaysia họ đã quá quen thuộc với việc ở condo của họ, ở khu vực của họ, ở khu chung cư của họ và ở chỗ làm việc họ có người bị nhiễm bệnh. Và bây giờ cũng chẳng thấy ai đến niêm phong nữa. Bây giờ cũng ra đường cũng không thấy cảnh sát hay là công an bảo là phải đi về nhà nữa, cấm tụ tập nữa, vân vân và vân vân. Do đó những người dân Việt Nam đang sinh sống ở Malaysia họ cảm thấy rằng là nhàm chán và thờ ơ. Thôi thì chính phủ và người địa phương họ muốn sao thì chúng tôi như vậy. Những người Việt Nam đang sinh sống ở Malaysia họ cứ yên ổn ở nhà, họ mua thật nhiều thức ăn để ăn một tuần, hai tuần, thậm chí là nửa tháng, một tháng, không vấn đề gì cả. Họ cứ bảo đảm với sức khỏe họ ở nhà. Tuy nhiên khi đi ra ngoài đường thì vào siêu thị thì quá trời người, coi như là Covid hay là virus corona nó làm cái chuyện gì đó đương nhiên và không có gì đáng sợ. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Malaysia có hợp đồng lao động, có được sự yểm trợ của công ty thì không sao. Còn những người làm cho ngành nghề tự do thì hơi lo ngại một chút xíu. Và cũng ở Bộ Y tế Malaysia và nhiều nghiên cứu khác họ khuyến khích rằng hiện tại thì người dân khi đi ra ngoài nên đeo hai khẩu trang. Tuy nhiên không phải là đeo hai khẩu trang cùng một chủng loại, mà hãy đeo một cái khẩu trang bằng khẩu trang y tế ở bên trong và một cái khẩu trang vải ở bên ngoài. Thấy người ta khuyến khích như vậy thì mình cũng sẽ làm như vậy. Mình nghĩ rằng là tốt thôi, bởi vì người ta đã khuyến khích thì mình nghĩ rằng là người ta đã nghiên cứu. Đó, một cái khẩu trang y tế, một cái khẩu trang vải. Và mình cũng rất là khuyến khích những người dân ở khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam hay là đang sinh sống và làm việc ở Malaysia, chúng ta thử dùng biện pháp xem sao, áp dụng biện pháp xem sao. Mình nghĩ rằng là sẽ có hữu hiệu đó, ít nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó, buổi chiều ở Malaysia hoàng hôn màu tím nhưng hơi ảm đạm bởi vì tình hình virus corona, mọi thứ rất là vắng vẻ. Đây là ngày thứ hai toàn Malaysia bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội.
tất cả các con đường rồi khu văn phòng rất là vắng người, xe cộ đi lại cũng không có hoặc là rất ít. Không biết khi nào Malaysia mới khôi phục lại nền kinh tế và không biết khi nào cái dịch virus corona mới được giảm sâu, giảm mạnh để mọi người yên tâm làm việc, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta mưu sinh và làm việc trên đất khách quê người. Cái khu này là khu vực Taman Desa, cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur cũng tầm 12 cây số đó mọi người. Khu vực này toàn bộ là văn phòng, rồi các trường mẫu giáo, trường tư, rồi trường múa ở khu vực này, có cả các cửa hàng bán thể dục thể thao, nhưng rất là vắng. Hôm nay là ngày thứ hai họ đã đóng cửa, họ không làm việc. Ở ngoài đường mọi khi là ô tô thì sẽ kín hết hai bên đường luôn mọi người ạ, nhưng hôm nay thì không có. Do mình làm việc ở khu vực này, do đó là buổi trưa hay là buổi chiều cứ đến bữa ăn, mình hay ra khu vực này để mua cơm văn phòng hay là cơm bình dân của người Mã, của người India, của người Hoa, họ bán rất là nhiều. Nhưng do đóng cửa và phong tỏa toàn nước Malaysia thì không còn các quán cơm, các nhà hàng nữa. Mình phải tự nấu nướng ở nhà. Đó, cái quán này là cái quán nhậu này cũng đã phải đóng cửa, bàn ghế thu xếp gọn gàng hết rồi đó mọi người ơi. Hồi trước mình hay ra đây nhâm nhi một lon bia, hai lon bia, rồi lên mạng xã hội hoặc gặp bạn bè. Giờ họ đã đóng cửa, toàn bộ cái khu vực này vắng hoe như chùa Bà Đanh, phải không quý vị và các bạn? Đây là ngày thứ hai họ đã thực hiện rất là tốt thế này. Mình hy vọng rằng là Malaysia cũng thực hiện tốt trong tiếp tục 2 tuần nữa và hoặc là hơn. Như vậy thì mới giảm được dịch virus corona chứ. Chứ đâu để như bây giờ những con mèo hoang ngơ ngác, buồn, cô đơn. Chúng sẽ không còn nhiều thức ăn như mọi khi nữa. Ở Malaysia quá trời mèo hoang và những con mèo khá xinh xắn phải không mọi người? Mình tranh thủ quay hình ảnh với con mèo này một chút xíu. Mình rất là thích mèo và thích nuôi chó. Những con mèo hoang này nếu mà ở Việt Nam thì bắt về nuôi là ok rồi. Còn ở Malaysia rất là nhiều mèo hoang, chó hoang và chúng cũng khá thân thiện bởi vì được con người cho ăn và chăm sóc chúng khá tốt bởi vì người Malaysia họ rất thích mèo và chó. Khu vực này có cả 3 con mèo luôn mọi người ạ. 3 con màu khác nhau. Chúng tụ tập chơi với nhau ở khu vực này. Hôm nay quán xá họ đóng cửa hết rồi, làm sao còn đồ ăn nữa. Nó cũng dễ thương không mọi người ha, y chang mèo nhà. Rồi quay cho mọi người xem ở đây khu vực này rất là vắng, không có ai qua lại. Khu vực văn phòng, khu vực cửa hàng không có một bóng người nào qua luôn. Mọi khi thì đông đúc lắm, giờ này thì không có ai cả. Mình thuê phòng trọ ở gần cái công ty mình làm việc, cho nên là mình rất là dành về khu vực này. Đó, khu cái đằng sau là mình cũng tập gym ở đây đó mọi người. Ở phía xa xa là đường quốc lộ. Ở Malaysia thì cái khu văn phòng sẽ là riêng biệt, khác với lại khu dân cư. Khu văn phòng là khu văn phòng, sẽ ít khi có khu dân cư xen kẽ vào ở đây lắm. Tiếp tục mọi người cùng theo dõi mình này. Đây là một đoạn văn phòng. Họ đóng cửa im ỉm. Các cửa hàng cũng đóng cửa. Bây giờ mình ra khu vực này tìm mua một thứ gì đó thì không có. Ở gần nhà mình thì gần cái khu này thì có một cái cửa hàng 99, thỉnh thoảng mình có mua đồ. Ấy, cái quán cà phê vẫn còn mở kìa mọi người. Đó, đoạn này thì cũng đóng cửa rồi đó. Mình mong là như thế này. Và một cái khúc đường quốc lộ lớn cũng rất là gần cái chỗ mà mình vừa quay vừa đi ngang qua đó mọi người. Thì cái đường quốc lộ này thì đường 2 chiều, 4 chiều luôn mọi người. À, thưa thớt người qua lại phải không ạ? Mặc dù là trục đường lớn để đi vào thủ đô Kuala Lumpur, xe cộ rất là thưa thớt. Mọi khi á, giờ 6 giờ chiều còn kẹt xe nữa bởi vì giờ người ta làm về. Còn hôm nay thì vắng ơi là vắng luôn.
Hy vọng rằng là vắng như thế này, mọi người ý thức ở nhà, đừng có đi ra ngoài nhiều thêm nữa thì sẽ giảm được bệnh thôi. Cứ tụ tập rồi cứ đàn đúm rồi ra ngoài thoải mái tự do như mọi khi thì bệnh dịch sẽ tăng thôi. Ở phía sau mình là cái chỗ làm việc của mình mọi người ạ. Đó. Chúng ta không nên quá lo lắng và hoang mang khi đang sinh sống ở Malaysia hay ở bất kỳ nước nào khác ở nước ngoài. Bởi vì dịch virus corona thì địa phương, chính phủ của đất nước sở tại họ sẽ phải ngăn chặn và kiểm soát, và chúng ta cùng chung tay với họ thôi. Từ từ rồi các đường sân bay sẽ mở cửa, chúng ta sẽ về trở về quê hương với chúng ta. Lúc đó là từ từ chúng ta tính để quay trở lại nước sở tại làm việc hay không, rồi chúng ta sẽ bàn sau. Còn hiện tại là chúng ta giữ gìn sức khỏe, yên ổn ở trong nhà, hạn chế đi ra ngoài. Nếu có đi ra ngoài, ngoài siêu thị mua thức ăn thì chúng ta phải mua thật là nhiều, nhiều ngày, 1 tuần, 2 tuần để đỡ phải liên tục đi siêu thị sẽ không tốt. Và video của mình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi cuộc sống Malaysia ở trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video kế tiếp nha.